Rồi mình xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm thêm một cái món tráng miệng nữa cũng rất là ngon. Đó là món hạt đác rim khóm ăn cùng với sữa chua nè. Và đây cũng là một cái món ăn ngon mà rất là nhiều người yêu thích nữa. Món hạt đác rim khóm sau khi làm ra xong thì hạt đác cực kỳ mềm dẻo và có cái vị chua chua ngọt ngọt ăn rất là ngon. Cả nhà xem clip thấy thích cách làm cái món hạt đác rim khóm của mình thì hãy nhín chút xíu thời gian ra để mình làm cho gia đình và người thân cùng ăn nha. Và cũng đừng quên bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho mình. Và cách làm cái món hạt đác rim khóm ăn cùng với sữa chua như thế nào thì xin mời cả nhà hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Hôm nay thì mình có đặt mua được 2 kg hạt đác nè. Hạt đác sau khi mà mình mua về xong rồi mình sẽ rửa qua nước khoảng tầm 3 đến 4 lần để cho cái hạt đác nó thật là sạch và nó không có còn nhớt nữa. Và mình sẽ lựa chọn những cái hạt đác mà nó mềm dẻo như vậy nè. Thì mình làm ra cái món hạt đác rim thơm nó sẽ rất là ngon. Hạt đác thì mình cũng đã rửa qua nước xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ để cho cái rổ hạt đác này nó ráo nước. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước thật là sôi để mình bắt đầu mình luộc cái hạt đác này nha. Và bên đây thì cái nồi nước luộc hạt đác nó cũng đã bắt đầu sôi bùng lên rồi nè. Kế tiếp thì mình sẽ cho thêm vào là một muỗng cà phê muối. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào nửa trái chanh để cho cái hạt đác của mình sau khi luộc ra xong nó được trắng hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cho hạt đác này vào trong nồi để mình luộc. Và mình sẽ luộc cái hạt đác này trong vòng là 10 phút nha cả nhà. Hạt đác sau khi mà mình luộc khoảng được 10 phút á thì bây giờ mình sẽ vớt ra ngoài, sau đó thì mình sẽ cho qua bên cái thau nước lạnh. Rồi mình sẽ rửa đi rửa lại thật là nhiều nước cho cái hạt đác của mình nó thật là sạch nha. Đây cả nhà xem nè, cái hạt đác sau khi mà mình luộc khoảng được 10 phút á, cái hạt đác nó trong veo à, nhìn rất là ngon. Hạt đác thì mình cũng đã rửa qua nước xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ để cho cái rổ hạt đác này nó thật là ráo nước nha cả nhà. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị là 3 trái khóm nè. Thì đối với mình để làm ra cái món hạt đác rim khóm nó được ngon thì mình sẽ lựa chọn những trái khóm mà nó vừa chín tới. Những trái khóm mà nó còn cái vỏ xanh xanh ở bên ngoài á, thì mình làm ra cái món hạt đác có cái vị chua chua ngọt ngọt nó sẽ rất là ngon. Với 2 kg hạt đác và 3 trái khóm thì đây mình có chuẩn bị là 500g đường cát. Trong đó là 200g đường cát trắng và 300g đường cát vàng. Vì mình thích cho cái độ ngọt nó vừa phải, không có ngọt quá, cho nên mình chỉ sử dụng 500g thôi. Còn nếu mà cả nhà thích ăn cái độ ngọt nhiều hơn thì mình có thể tăng cái lượng đường lên nha. Hôm nay mình sử dụng cái đường cát vàng để cho cái hạt đác của mình nó lên màu được đẹp hơn. Và mình sẽ cho thêm vào nửa muỗng cà phê muối để cho cái món hạt đác rim khóm của mình có cái vị đậm đà hơn. Và một thành phần không thể thiếu đó là hôm nay mình có sử dụng thêm tắc. Mình sẽ sử dụng nước cốt tắc và vỏ tắc để mình cho vào trong cái món hạt đác rim khóm. Nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình có cái vị chua chua ngọt ngọt và nó sẽ rất là thơm. Còn nếu mà cả nhà không thích cho tắc vào thì mình khỏi cho vào cũng được.
Bây giờ thì mình sẽ chẻ trái khóm này ra làm đôi nè. Sau đó thì mình sẽ cắt ra thành những cái miếng nhỏ cho nó vừa ăn. Thì đối với cách làm cái món hạt đác riêm khóm á, mình đừng có cắt khóm nhuyễn quá nha cả nhà. Hạt đác thì nãy giờ mình cho ra ngoài cái rổ nó cũng đã ráo nước rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho hạt đác vào trong thau để bắt đầu mình sẽ ướp đường nha. Mình cho hạt đác vào trong thau xong rồi thì kế tiếp mình sẽ cho khóm vào luôn nè. Mình rất là thích ăn khóm cho nên hôm nay mình sẽ sử dụng 3 trái khóm. Còn cả nhà mình không thích ăn khóm thì mình có thể sử dụng 1 đến 2 trái thôi cũng được. Mình cho khóm vào xong rồi thì kế tiếp mình sẽ cho đường cát vào luôn. Đối với nhà mình thì mình sử dụng cái độ ngọt vừa phải thôi, cho nên mình chỉ sử dụng là 500g đường cát. Còn nếu mà cả nhà mình thích ăn cái vị cho nó ngọt nhiều hơn thì mình có thể tăng cái lượng đường lên nha. Và cuối cùng thì mình sẽ cho thêm vào 1 muỗng cà phê muối để cho cái món hạt đác riêm khóm của mình nó được đậm đà và ngon hơn. Sau đó thì mình sẽ trộn cho cái phần hạt đác khóm đường cát nó đều lại với nhau. Và mình sẽ ướp trong vòng 2 tiếng đồng hồ để cho cái đường cát nó tan chảy hết ra thành nước, để nó rút cái đường cát vào trong cái hạt đác á, thì cái món hạt đác của mình nó được ngon dẻo và trong hơn. Và sau thời gian 2 tiếng đồng hồ mình ướp đường cát vào trong hạt đác và khóm thì nó cũng đã tan chảy thành nước rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần hạt đác khóm này vào trong cái chảo để bắt đầu mình sẽ rim nha. Trong lúc mà mình rim hạt đác với khóm thì mình sẽ để cái lửa nhỏ vừa vừa thôi, để cho cái phần nước đường nó rút từ từ vào trong cái hạt đác. Nó sẽ làm cho cái hạt đác của mình nó được trong và dẻo ngon hơn nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ cắt trái tắc này ra, sau đó mình sẽ dắt lấy nước. Thì đối với cách làm cái món hạt đác riêm khóm á, mình sẽ cho thêm nước cốt tắc vào và vỏ tắc á, nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình có cái vị chua chua ngọt ngọt và nó sẽ rất là thơm. Cái mùi vỏ tắc và mùi khóm á, ăn nó sẽ rất là ngon và không có bị ngán nữa. Còn nếu mà cả nhà không thích cái vị chua của tắc thì mình khỏi cho vào cũng được nha. Và sau thời gian 30 phút mình rim hạt đác với khóm thì cái phần nước đường nó cũng đã bắt đầu cạn dần dần rồi nè. Kế tiếp thì mình sẽ cho vào là 2 muỗng canh nước cốt tắc vào luôn.
Và bây giờ thì mình sẽ cắt những cái vỏ tắc này ra để chút nữa mình sẽ cho vào trong cái hạt đác và khóm. Đối với cái món hạt đác rim khóm á, mình sẽ cho thêm cái vỏ tắc á, nó sẽ làm cho cái món ăn của mình nó rất là thơm ngon luôn. Còn nếu mà cả nhà mình không có ăn được cái vỏ tắc á, thì mình khỏi cho vào cũng được nha. Còn nếu mà mình muốn cho thì mình sẽ cho ít thôi, mình đừng có cho nhiều quá. Và sau thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ mình xên hạt đác với khóm ấy, thì nó cũng đã cạn hết nước đường rồi nè. Đây cả nhà xem là có một cái màu vàng của hạt đác và khóm rất là đẹp luôn và cực kỳ thơm nữa. Hạt đác sau khi mà mình rim như vậy xong á, hạt đác nó trong veo và nhìn rất là ngon. Bây giờ hạt đác và khóm nó còn rất là nóng, mình sẽ để cho nó thật là nguội, sau đó mình sẽ để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh thì cái hạt đác này nó sẽ dẻo lại, ăn nó sẽ rất là ngon. Hạt đác rim khóm thì mình cũng đã để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy hạt đác ra, mình sẽ cho vào trong ly nha. Buổi trưa nắng nóng mà có một cái ly hạt đác rim khóm ăn cùng với sữa chua thì rất là ngon luôn. Hạt đác rim khóm thì mình cũng đã múc ra ngoài cái ly xong rồi nè. Và kế tiếp thì mình sẽ cho thêm vào là một hũ sữa chua nữa. Vào cả nhà xem là nhìn rất là ngon luôn. Mình cho sữa chua vào xong rồi thì kế tiếp mình sẽ cho thêm đá, rồi mình sẽ quậy đều lên, rồi mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái món hạt đác rim khóm ăn cùng với sữa chua rồi nè. Thì với cách làm cái món hạt đác này nó cũng rất là dễ làm. Nhưng mà hạt đác sau khi làm ra xong thì có một cái màu vàng rất là đẹp và cực kỳ thơm ngon. Buổi trưa nắng nóng mà có một cái ly hạt đác ăn cùng với sữa chua thì tuyệt vời luôn á cả nhà. Và bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức chung với mình món hạt đác rim khóm ăn cùng với sữa chua nha. Điều đầu tiên khi mình ăn thử cái hạt đác thì mình cảm nhận là cái hạt đác nó cực kỳ mềm dẻo luôn. Và có một cái vị chua chua ngọt ngọt, ăn rất là ngon và không có bị ngán nữa. Mình cho thêm cái vỏ tắc vào á, nó rất là thơm cái mùi tắc và mùi khóm. Và có cái vị béo béo của sữa chua, ăn rất là ngon. Cả nhà xem clip thấy thích cách làm cái món hạt đác rim khóm ăn cùng với sữa chua của mình thì hãy cùng bắt tay làm chung với mình cho vui nha. Và cũng đừng quên bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào cả nhà.